Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của truyền hình Bình Phước trưa nay thứ năm ngày 26 tháng 9. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khảo sát hướng tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Thủ Dầu Một - Chân Thành. Trong tháng 9 năm 2024, các cơ quan báo chí của tỉnh thường trú tại tỉnh đã bám sát cơ sở, có những bài viết hay góp phần định hướng tư tưởng dư luận xã hội. Bình Phước tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em. Tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Đồng Phú cơ bản được đảm bảo. Thưa quý vị, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác Chính phủ, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã có chuyến khảo sát hướng tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Thủ Dầu Một - Chân Thành, đoạn đi qua địa bàn huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương. Tham gia đoàn công tác có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Tuệ Hiền. Dự án tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Thủ Dầu Một - Chân Thành được phê duyệt có chiều dài 52 km, quy mô 6 làn xe với tổng nguồn vốn 17.500 tỷ đồng. Tuyến đường kết nối từ vành đai 2 Thành phố Hồ Chí Minh đi qua địa bàn tỉnh Bình Dương và điểm cuối là thị xã Chơn Thành. Trong đó, đoạn đi qua địa bàn tỉnh Bình Phước có chiều dài 7 km và 2 km kết nối với tuyến cao tốc Gia Nghĩa - Đắk Nông - Chơn Thành - Bình Phước. Tuyến đường hoàn thành và đi vào khai thác sẽ giúp mở ra không gian phát triển mới, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối vùng khu vực Đông Nam Bộ. Là tuyến giao thông chiến lược, góp phần quan trọng cho luân chuyển hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nguyên. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị hai tỉnh Bình Dương, Bình Phước tăng cường công tác phối hợp, đẩy nhanh tiến độ dự án, gắn với chú trọng xây dựng không gian phát triển dọc theo tuyến cao tốc nhằm khai thác tối đa hiệu quả dự án. Trong tháng 9 năm 2024, các cơ quan báo chí của tỉnh thường trú tại tỉnh đã bám sát cơ sở, kịp thời phản ánh những sự kiện, tập trung tuyên truyền các nội dung theo định hướng, có những bài viết hay, chất lượng, góp phần định hướng tư tưởng dư luận xã hội. Đây là một trong những đánh giá được đưa ra tại hội thảo giao ban báo chí và định hướng công tác tuyên truyền tháng 10 năm 2024 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước tổ chức sáng nay. Cũng theo đánh giá tại hội nghị, trên cổng trang thông tin điện tử, trang nhóm cộng đồng của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh đã khai thác nhiều tin bài từ địa phương, cơ sở, làm phong phú thêm thông tin, giúp phủ xanh thông tin trên không gian mạng, đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, sai sự thật. Trọng tâm tuyên truyền tháng 10 năm 2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị tăng cường thông tin những cách làm hay hiệu quả trong triển khai thực hiện chương trình hành động số 17 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Thông tin tuyên truyền công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội lần thứ 14 của Đảng, nhiệm kỳ 2025-2030, tuyên truyền kết quả thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ về công tác khắc phục hậu quả bão số 3, công tác vận động ủng hộ tại tỉnh Bình Phước giúp ổn định đời sống nhân dân các tỉnh phía Bắc, việc khôi phục sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát, tuyên truyền nâng cao nhận thức và cách phòng tránh của người dân về các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng. Sáng nay, Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Phước đã giám sát tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội về triển khai thực hiện nghị quyết số 26 ngày 7 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc thông qua đề án tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Số lượng trẻ em trên địa bàn tỉnh là 284.955, chiếm hơn 27% dân số toàn tỉnh. Thời gian qua, Bình Phước đã thành lập Ban chỉ đạo chương trình hành động vì trẻ em cấp tỉnh và tại 11 trên 11 huyện, thị xã, thành phố. Ngoài ra, nhóm thường trực bảo vệ trẻ em cấp xã và mạng lưới cộng tác viên làm công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em tại các thôn ấp khu phố cũng được thành lập thường xuyên củng cố và duy trì. Việc thực hiện 24 chỉ tiêu của Nghị quyết số 26 cũng được các cấp, ngành ưu tiên thực hiện. Tại buổi làm việc, đoàn giám sát đã ghi nhận kết quả triển khai thực hiện nghị quyết và các kiến nghị đề xuất của các sở ngành đơn vị. Nhiều vấn đề về trẻ em cũng được các đại biểu trao đổi, làm rõ nhằm đưa công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em toàn tỉnh được tăng cường, đạt nhiều kết quả tốt. Cũng trong sáng nay, đoàn giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Phước đã làm việc với Công an huyện Đồng Phú về kết quả tổ chức thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ trong thời gian từ 1 tháng 1 năm 2023 đến 30 tháng 6 năm 2024.
Lãnh đạo Công an huyện Đồng Phú cho biết, thời gian qua, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện cơ bản được đảm bảo. Việc quán triệt triển khai các quy định, công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông được quan tâm. Tuy nhiên, vi phạm vẫn còn những diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông vẫn ở mức cao. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024, có 3.080 trường hợp vi phạm hành chính về giao thông, tăng hơn 1.700 trường hợp so với cùng kỳ. Đã thi hành xử phạt 2.763 trường hợp. Tai nạn giao thông trên địa bàn huyện xảy ra 74 vụ, làm chết 45 người, giảm 19 người và 51 người bị thương, tăng 17 người. Trong đó, đường công an huyện quản lý xảy ra 26 vụ, làm 14 người chết, 19 người bị thương, tăng 5 vụ, giảm 6 người chết và tăng 7 người bị thương so với cùng kỳ. Qua giám sát, đoàn đã ghi nhận nhiều ý kiến kiến nghị của Công an huyện Đồng Phú liên quan đến khó khăn vướng mắc trong công tác tổ chức thi hành pháp luật, xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ. Nổi bật như mức phí trông giữ một số phương tiện chưa được quy định, nguồn nhân lực phục vụ công tác xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ còn thiếu, tình trạng người vi phạm bỏ phương tiện giá trị thấp khi mức xử phạt cao. Đơn vị cũng chưa có kho bãi, tạm giữ phương tiện. Sau 2 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc của 35 đại biểu chính thức, đại diện cho 421 hội viên đến từ 7 chi hội trực thuộc Hội Luật gia toàn tỉnh, Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Bình Phước lần thứ 5, nhiệm kỳ 2024-2029 đã thành công tốt đẹp vào sáng nay. Nhiệm kỳ qua, Hội Luật gia tỉnh đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, các hoạt động tham gia xây dựng chính sách pháp luật, công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, giải quyết khiếu nại và hòa giải cơ sở, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được thực hiện tốt, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ xây dựng Đảng, chính quyền, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội địa phương. Trong nhiệm kỳ, Hội Luật gia tỉnh tham gia góp ý vào 45 dự án luật, 329 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan trung ương, gần 1.200 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của ngành và địa phương. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Luật gia tỉnh khóa 5, nhiệm kỳ 2024-2029, gồm 16 thành viên. Ông Nguyễn Trọng Chí tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội. Thưa quý vị, sáng nay đoàn công tác của Ban Dân tộc tỉnh do ông Điểu Nen, trưởng ban làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc mừng lễ Sen Đôn Ta của cộng đồng người Khmer huyện Lộc Ninh và thị xã Chơn Thành. Đoàn đã đến thăm tặng quà các chùa gồm chùa Tràng Hai, chùa Sóc Lớn, chùa Trà Là thuộc địa phận huyện Lộc Ninh và chùa Bồ Đề thuộc địa bàn thị xã Chơn Thành. Tại các nơi đến thăm, trưởng ban dân tộc tỉnh đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới các sư trụ trì cùng cộng đồng người Khmer đón mùa lễ Sen Đôn Ta, lễ báo hiếu an vui, hạnh phúc, đồng thời tiếp tục đoàn kết, xây dựng, phát triển kinh tế xã hội địa phương. Lễ Sen Đôn Ta của bà con dân tộc Khmer là một trong những sự kiện mang ý nghĩa về lòng hiếu kính, tri ân, tưởng nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của ông bà cha mẹ, những người quá cố. Lễ sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 10 năm 2024. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bình Phước sáng nay đã tổ chức khai mạc liên hoan các câu lạc bộ văn nghệ quần chúng lần thứ nhất năm 2024. Liên hoan thu hút 350 diễn viên thuộc 15 câu lạc bộ văn nghệ quần chúng trên địa bàn tỉnh, tham gia với 45 tiết mục. Các câu lạc bộ thể hiện tài năng ở 3 thể loại gồm ca, múa và nhạc cụ. Với chủ đề Mãi mãi một niềm tin theo Đảng, liên hoan là dịp để các câu lạc bộ văn nghệ trên địa bàn toàn tỉnh giao lưu, học hỏi, phát huy các phong trào nghệ thuật của quần chúng, qua đó lựa chọn bồi dưỡng những hạt nhân làm nòng cốt cho phong trào văn hóa văn nghệ ở cơ sở. Ngay sau lễ khai mạc, các đội bước vào phần thi của mình. Liên hoan diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 9 năm 2024. Thưa quý vị, chiều qua, tổ chức BNI Bamba Chapter tổ chức lễ kỷ niệm 4 năm thành lập với chủ đề Back Home về nhà. Sự kiện có sự hiện diện của ông Lê Trường Sơn, giám đốc điều hành BNI Việt Nam, đại diện lãnh đạo địa phương và các sáng lập viên đầu tiên của BNI Bamba Chapter. 4 năm qua, kể từ ngày thành lập, BNI Bamba Chapter với 8 nhiệm kỳ hoạt động đã phát triển được 28 thành viên với trên 6.000 cơ hội kinh doanh. Doanh thu đạt 109,2 tỷ đồng. Quảng bá, giới thiệu để kết nạp thêm các thành viên mới, góp phần xây dựng BNI
Bombo Chapter Bình Phước trở thành hình mẫu cho các chapter mới thành lập. Tại buổi lễ, BNI Việt Nam đã trao quyết định bổ nhiệm ban điều hành nhiệm kỳ 9 cho BNI Bombo Bình Phước. Theo đó, bà Huỳnh Thị Minh Huệ tái đắc cử chức vụ chủ tịch. Một hoạt động ý nghĩa tại sự kiện đó là ban điều hành BNI Bombo Chapter đã tổ chức bán đấu giá nhiều sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ, gây quỹ hỗ trợ đồng bào miền Bắc, miền Trung bị thiệt hại do bão lũ và tiếp sức đến trường cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại Bình Phước. Tổng kinh phí thu được từ các phiên đấu giá là 145 triệu đồng. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Phước sáng nay tiếp tục tổ chức đoàn thiện nguyện xuất phát đi hỗ trợ đồng bào phía Bắc khắc phục sau cơn bão số 3. Trong đợt này, đoàn thiện nguyện của tỉnh Bình Phước mang đến người dân gặp khó khăn sau bão số 3 với 36 tấn hàng gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu, gạo, mì tôm, nước sạch, sữa do người dân doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chung tay đóng góp. Theo kế hoạch, đoàn hỗ trợ gồm Chi hội Nữ Doanh nhân thị xã Bình Long, Công ty trách nhiệm hữu hạn thuê xe Lê Hoàng và Vựa gạo Hùng Oanh thành phố Đồng Xoài sẽ trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ người dân Bản Xèo, Trung Lẻng Hồ, Ba Treo thuộc huyện Bát Sát và các thôn vùng sâu thuộc xã Ngũ Chỉ Sơn, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai. Cơn bão số 3 đã gây thiệt hại nặng nề tại nhiều tỉnh thành phía Bắc. Những chuyến xe không chỉ chở hàng hóa, nhu yếu phẩm mà còn mang theo nghĩa tình của người dân Bình Phước hướng về đồng bào đang gặp nhiều khó khăn do thiên tai. Thưa quý vị, năm nay đã ngoài 70 tuổi, bà Trương Thúy Phượng ở phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài rất tích cực tham gia công tác từ thiện, luyện tập dưỡng sinh, kinh tế độc lập tự chủ, không còn phụ thuộc vào con cháu, cùng với tinh thần luôn lạc quan vui vẻ. Đó là bí quyết mà bà chia sẻ để sống lâu, sống khỏe. Cuối năm 2023, bà Phượng là học viên đặc biệt của khóa đào tạo sát hạch lái xe ô tô tại tỉnh Bình Phước. Bà cho biết bản thân luôn xác định dù tuổi cao nhưng tinh thần cũng phải cao. Người già không phải là mình đứng ngay như mình già, phải cố gắng, không phụ thuộc con hỏi chứ con công việc nó nhiều. Mỗi đi đâu kêu nhờ con chở thì khó, cho nên là cô thấy. Cô coi theo dõi pháp luật đã tuổi, còn sức khỏe, còn mắt sáng, vẫn được học. Thì cô đi học để chi? Cô tự phục vụ cho mình, không phải phụ thuộc con cái. Từ ngày có bằng lái xe, bà Phượng thường xuyên chở những người bạn cao tuổi đi làm từ thiện. Đối tượng bà quan tâm là những người già neo đơn hoặc những lao động phổ thông, hoàn cảnh kinh tế còn khó khăn. Với bà, chia sẻ cũng là một niềm hạnh phúc. Mấy tháng nay làm mưa gió, tiền nhà trọ mấy tháng này cũng chưa đóng vô cô Phượng. Phượng cũng giúp đỡ nhiều chứ. Chứ làm nếu mà ở mấy chỗ khác người ta không cho ở đâu. Nói chung là cô Phượng ở đây cô Phượng tốt. Bà Phượng cho rằng muốn sống lâu, sống khỏe thì người cao tuổi phải thường xuyên vận động, kể cả sức lực và trí tuệ. Bởi tinh thần thoải mái, sức khỏe dẻo dai sẽ góp phần giảm bớt bệnh tật. Cũng như cái ly nước không uống thì để riết nó đóng riêu, còn cái não mình không làm việc nó cũng ù lì. Phải cố gắng khai thác, khả năng của mình còn được mình cứ khai thác. Cuộc sống của ba là mình học hỏi nhiều lắm. Quan tâm đến hàng xóm nè, quan tâm đến con, rồi giúp đỡ cho con. Với lại tính cách của bà Phượng là vui vẻ, hòa đồng, yêu thương mọi người. Đối với bà Phượng là rất là hòa nhã và với cái tinh thần vừa cái tâm huyết người cao tuổi tham gia mọi các phong trào, đóng góp cũng như từ thiện đối với những trường hợp khó khăn. Vừa rồi đấy, cơn bão số 3 thì bà cũng có tinh thần đóng góp đối với địa phương, rồi cũng ủng hộ đồng bào miền Bắc. Đối với người cao tuổi, tinh thần lạc quan là yếu tố đặc biệt quan trọng. Và những người như bà Phượng đang góp phần lan tỏa năng lượng tích cực đối với cộng đồng nói chung và người cao tuổi nói riêng, giúp họ kéo dài tuổi thọ để sống vui, sống khỏe mỗi ngày.